life. Russell luôn trong tầm ngắm. Đồ lót nam Russell. Nescafe mới này thơm ngon, đầy lôi cuốn và đậm đà khó cưỡng lại. Tỉnh lại đi cưng. Nescafe mới thơm ngon hơn, vị cà phê mạnh hơn. Cô chẳng làm được gì ở thành phố đâu. Lắm khi khó khăn, cuộc sống không như đôi cánh hồng tươi. Ngày nắng đêm mưa, bàn chân bướng đường người. Tóc bạn sẽ luôn trở lại ngay nếp. Rejoice siêu mượt cho tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm. Chọn sĩ và hát cùng hén. Cho cô ấy đến gặp thôi thử giọng. Rejoice siêu mượt cho tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm. Bailey's uống tại nhà, vui chia sẻ. Khi cử động như thế này, bạn không cảm thấy an tâm? Có phải bạn vẫn dùng các loại băng thông thường không? Sao bạn không dùng thử Softie nếp gấp hai bên? Với màn đứng chống tràn hai bên, giúp mình luôn cảm thấy an toàn và tự tin trong những ngày ấy. Không cần lo nữa. Softie nếp gấp hai bên, thật an toàn, thật tự tin. Mùa lễ hội rộn ràng Tết, nông nàng hương với thay và Downy, sản phẩm dành riêng cho mùa Tết này. Tiếng cười của bé đã đến từ đêm qua. Thật tuyệt vời, Pamper Fresh and Dry với lớp siêu thấm giúp quốc thấm suốt cả đêm, giữ bé luôn khô thoáng. Ngủ càng ngon, cười càng rộn rã. Nếu bạn biết gâu có thể gây rụng tóc, hãy dùng Head & Shoulders cho bạn mái tóc hoàn toàn sạch gâu. Vĩnh biệt gâu cho mái tóc khỏe. Head & Shoulders. Những liệu pháp chăm sóc da chuyên nghiệp có thể giúp giảm các vết nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và làm da tươi tắn hơn. Hãy trải nghiệm 7 liệu pháp chống lão hóa trong chỉ một loại kem với Olay Total Effect 7 trong 1 mới. Thêm yêu làn da bạn. Để có một làn da tươi trẻ và một cơ thể đầy sức sống, các cô ấy ăn uống điều độ. Tôi còn dùng nước yến ngân nhĩ Nature. À, và tôi cũng thế. Nước yến ngân nhĩ và nước sông cao ly Nature, bí quyết cho cuộc sống năng động. Trời ơi, bận con mình ngứa lắm mà sao? Người ta xả 3 nước chứ mình phải xả 4 nước. Tại mình có con nhỏ mà. Mình nghe chị bạn mình nói không có bị ngứa đâu. Downy một lần xả mình đổ vào nước, hòa tan rất là nhanh. Phát khô lên thì không có cảm giác nhờn. Cái nước nó trong trong xanh xanh, tưởng như nước biển. Không còn mùi xà bông nữa. Và cái mùi thơm đó, nó nhẹ nhẹ, dai dai. Trời ơi, kết quả bất ngờ luôn. Có thử rồi mới biết. Downy một lần xả mới an toàn cho da. Cơ hội lớn từ công ty Kim Đan từ ngày 1 tháng 10 2007. Khi mua sản phẩm Kim Đan nệm, gối, giường, salon, bạn sẽ có cơ hội được giảm giá 5%. Chương trình kết thúc vào ngày 31 tháng 12 2007. Kim Đan chăm sóc sức khỏe của bạn từ giấc ngủ. Mình tin rằng trái banh rất nhỏ và lứa rổ sẽ rất lớn. Suy nghĩ thế mình cảm thấy tự tin. Nhưng mình uống sữa của gái Hà Lan để sẵn sàng cho những gì sắp đến. Công thức Acticare mới giúp bạn cao lớn hơn. 3 chai sữa mỗi ngày cho chiều cao tối đa. Canxi giúp xương và răng chắc khỏe. Vitamin B2 giúp hấp thu chất dinh dưỡng. Tất cả đều có trong công thức Active Care, công thức cải tiến của sữa cô gái Hà Lan. Chanh thơm mát. Thank you.
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Thành tựu mới từ sữa cô gái Hà Lan 123 và 456. Công thức Titireso với tyrosin và tryptophan giúp trẻ tiếp thu nhanh và xử lý thông tin tối ưu. Titireso cho trẻ khả năng học hỏi hiệu quả. Độc đáo từ 11 thảo mộc và gia vị, gà rán KFC là sức hút không thể cưỡng lại. Vị ngon trên từng ngón tay. Không có BMCBD là gì hả mẹ? Là loại nước tương hoàn toàn không có độc tố gây hại đó con. Xin giới thiệu Tam Thái Tự mới của Jinsu Foods. Tự hào là loại nước tương hoàn toàn không có độc tố 3MCBD theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Từ nay, nhà mình chỉ dùng Tam Thái Tử để đảm bảo cho sức khỏe. Tam Thái Tử, nước tương vì sức khỏe. Mình biết điều gì làm các bạn gái tự tin. L'Oreal siêu mỏng mới, thoải mái và thấm hút hơn bao giờ hết. Mềm mại và khô thoáng cho cảm giác tự tin năng động. Tự tin ở mọi góc nhìn. Sure, L'Oreal cực kỳ mềm mại và hoàn toàn khô thoáng. L'Oreal. Tóc đẹp quá. Ronin chứa tinh chất dầu ô liu. Dầu gội 3 trong 1. Kết hợp những hoạt chất từ thiên nhiên. Nhờ dầu gội Clooney đó anh. Dầu gội Clooney, tóc mượt mà không cần dầu xả. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Nestle Go Active Protection với Lactobacillus Protectors như hiệp sĩ dũng mãnh giúp tăng cường hệ miễn dịch, đẩy lùi vi khuẩn gây bệnh. Nestle Go Active Protection, sợ gì vi khuẩn gây bệnh? Để có mái tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm và luôn trở lại ngay nếp, hãy dùng dầu gội Rejoice siêu mượt chỉ 500 đồng. Cho mái tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm. Rejoice siêu mượt. Nên yêu thương đồng đầy cho tất cả. Sữa tắm Biore mới với công thức Vital Plus độc đáo chứa tinh chất giữ ẩm Vital Essence trẻ hóa da từ bên trong, kết hợp chiết xuất tạo biển Naturo Serum bảo vệ từ bên ngoài giúp da luôn mềm mại và láng mượt. Mình cứ muốn chạm mãi không thôi. Biore, cháu yêu của bà đây rồi. Mẹ có mang theo thứ ngoại thích không? Có chứ con. Mùi thơm quen quá. Nam Dương đó mẹ. Nước tương Nam Dương mới, sản xuất bằng công nghệ sạch, đạt chuẩn 3MCPD của Bộ Y tế. Hương vị vẫn như xưa, đúng là Nam Dương con mèo đen rồi. Ngon kìa. Nước tương Nam Dương, hương đặc trưng vì tuyệt hảo. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. 18 dưỡng chất đặc hữu gần với sữa mẹ. Chuỗi đạm sữa thủy phân có trong sữa XO thể hiện tình thương cao cả. Hãy khám phá XO cho con yêu của mình. Vợ tôi sẽ cho các ông biết tay cái áo dơ thế này. Ngạc nhiên chưa? Sức mạnh mặt trời nay đã có trong thai năng lượng mặt trời mới, giúp áo quần vừa trắng sạch vừa thơm mát ngay cả trong mùa mưa. Đối với Thảo rất là quý. Mình thấy cái chị hàng xóm á, chị cũng sử dụng. Mình ngạc nhiên chứ, tại sao mà mới giặt đồ mà đã phơi lên rồi. Chị mới đưa cho mình xem cái Downy một lần xả đó. Giặt đồ qua xà bông, ngâm khoảng 15 phút, cái bọt xà bông nó đã tan ra trong nước rồi. Và mình vắt cho khô, nó không có bị nhớt với Downy một lần xả. Cái thời gian đó Thảo có thể ôn bài cho con Thảo. Mình được ông xã khen hoài à. Là người phụ nữ đảm đang. Downy một lần xả mới, an toàn cho da. Hòa mạng dễ dàng, sử dụng ngay. Nhắn tin bằng điện thoại cố định. Đàm thoại trong khi di chuyển. Home Phone, dịch vụ điện thoại cố định không dây của Viettel. Lắp đặt ngay trong ngày, tại bất cứ đâu trên toàn quốc.
Nhà hàng tao đóng cửa. Các chị nội trợ ở đây chưa tin áo quần có thể sạch bọt xà phòng chỉ trong một lần xả. Chắc không được đâu. Thường tôi phải xả 3 lần. Mình thấy mới tin. Hãy thử xem nào. Với hai chiếc áo đầy bọt xà phòng, chị sẽ xả với nước. Con chị dùng cò vò một lần xả và thử với giấy quỷ. Nếu giấy quỷ đổi màu nghĩa là vẫn còn xà phòng. Với cò vò một lần xả, giấy quỷ không đổi màu. Hết sạch bọt xà phòng. Mềm và thơm quá. Bây giờ thì mình tin rồi. Áo quần được xả sạch bọt, mềm mịn và thơm lâu chỉ với một lần xả. Bạn gái tôi đó. Sự chung thủy nào cũng được đánh giá cao. Đó là lý do Mobifone đem đến. Mobifone đem đến đó là lý do Mobifone đem đến đó là lý do Mobifone đem đến đó.